Kính thưa anh chị em, hôm nay giáo hội chúng ta long trọng mừng lễ Thánh Phaolô tông đồ trở lại. Lễ này cũng là bổn mạng của dòng Thánh Phaolô và đặc biệt là cộng đoàn Thánh Phaolô ở Phú Sơn này. Chính vì vậy mà chúng ta, tất cả anh chị em có mặt ở đây cũng như anh chị em có mặt ở đây, chúng ta chúc mừng sơ bề trên cũng như tất cả các sơ trong cộng đoàn Thánh Phaolô ở Phú Sơn này. Chúng ta cho chồng có tay để mừng cộng đoàn Thánh Phaolô. Kính thưa anh chị em, Thánh Phaolô là ai vậy? Nếu chúng ta đọc lại lịch sử, chúng ta sẽ thấy như thế này. Thánh Phaolô đã được học nơi một rabbi người Do Thái. Và Thánh Phaolô rất nhiệt thành với đạo Do Thái. Vì thế, Phaolô, tức là trước kia là Saul, đã sẵn sàng đi khắp mọi nơi bắt tất cả những người theo đạo Công giáo về nhốt tù và đánh đập, làm khổ, làm nhục hình những người theo đạo Công giáo. Chúng ta thấy, nếu đọc lịch sử, chúng ta sẽ thấy Phaolô là một cái người có thể nói được là, nếu mà chúng ta nói một cái kiểu mà dân gian này, là một người ác, một người rất là ác. Bởi vì thấy những người Công giáo mình đều bắt bớ và đánh đập, đều nhốt tù hết cả, thì đó là một người rất là ác. Nhưng Phaolô đã được Thiên Chúa chọn. Nếu chúng ta đọc bài đọc thứ nhất, chúng ta để ý, chúng ta thấy Thiên Chúa chọn Phaolô. Và khi Thiên Chúa chọn con người nào đó, Thiên Chúa không nhìn bề ngoài. Thì anh chị em, chúng ta thường nhìn bề ngoài, nhưng mà Thiên Chúa nhìn thấu tâm hồn của con người, của chúng ta. Và Phaolô đã được Thiên Chúa nhìn thấu tâm hồn của ông. Thiên Chúa thấy rằng ông Phaolô mặc dầu là vậy, nhưng khi trở lại đạo Công giáo, khi nghe tiếng Chúa gọi và biến cố trên đường Damas, ông bị một cái luồng sáng của Thiên Chúa đập ông ngã xuống khỏi ngựa và làm cho mắt ông mờ hết cả hai mắt đi. Bởi vì ông muốn tới Damas để bắt những người Công giáo đem về Jerusalem để xử tội. Nhưng việc gì Chúa làm, Chúa làm cho anh chị em. Chúa đã chọn một con người, và con người đó được Chúa nhìn thấu cõi lòng. Thiên Chúa nhận ra con người đó là con người rất tốt, con người có sẽ làm lợi cho Thiên Chúa và sẽ đem nhiều linh hồn về cho giáo hội của Chúa. Người đó sẽ là đại diện của Chúa để làm cho những lương dân sẽ trở lại đạo Công giáo của chúng ta. Người đó chính là Phaolô, anh chị em. Tuy nhiên, khi chúng ta đọc về tiểu sử của Thánh Phaolô tông đồ, chúng ta sẽ thấy con người của Phaolô là một con người rất là nóng tính, nhưng thực tế Ngài lại là một con người rất tốt bụng. Ngài là một con người nhân lành. Khi được Chúa chọn rồi thì tất cả tâm hồn và thể xác của Phaolô đều hướng về Chúa cả và đều làm lợi cho Chúa cả. Cho nên Ngài đã rong ruổi đi khắp mọi nơi để làm gì? Để rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa, để rồi nhiều người sẽ trở lại đạo và tuân theo ý của Thiên Chúa, làm theo ý định của Thiên Chúa, nghe lời Chúa và thực hành ý định của Thiên Chúa. Vậy thưa anh chị em, chúng ta thấy các nữ tu dòng Thánh Phaolô ở khắp mọi nơi, đặc biệt là vùng Phú Sơn, ở cái vùng Phiang này, trước kia gọi là vùng Phiang này, các nữ tu dòng Thánh Phaolô đã ở nhiều cộng đoàn ở trong cái vùng này. Và nơi nào cũng vậy, các nữ tu dòng Thánh Phaolô cũng đã rong ruổi làm việc tông đồ, cũng đã rong ruổi để rao giảng tin mừng. Chúng ta thấy chẳng hạn khi xưa có một cộng đoàn ở Rờ Lâm, và cộng đoàn đó đã, khi mà bị bom đạn nó thả, đã chạy vào trong xe đại đờn, và xe đại đờn cũng bị bom thả nữa, cho nên lại chạy ra. Và như thế cộng đoàn Phaolô đã làm chứng cho Chúa. Chính các nữ tu dòng Thánh Phaolô ở trong vùng Phiang này đã làm chứng cho Chúa và đã đi rao giảng tin mừng cho Chúa.
Ở đây các sơ sơ phụ trách cũng như các sơ nuôi các trẻ dân tộc. Khi nuôi các em dân tộc như thế, đã tụ tập các em dân tộc ở nhiều cái buôn làng ở trong cái vùng này, cho tới Đam Rông, cho tới Tu Tra, ở các cái vùng xa xôi. Như thế các sơ đã làm gì? Thưa, các sơ đã đào tạo các em để các em trở thành những người Kitô hữu tốt. Và khi trở thành các người Kitô hữu tốt như thế, các em trở về buôn làng. Và nếu em nào có ơn gọi thì em đó sẽ đi tu, còn em nào không có ơn gọi sẽ về lập gia đình. Và khi lập gia đình, các em cũng sẽ, các em đã được đào tạo tốt ở tại trường này, ở cái nơi các sơ đào tạo này, các em về trong buôn làng, các em sẽ làm chứng nhân cho Chúa tại buôn làng của mình. Tôi nghĩ rằng đó là điều rất quý mà các sơ ở đây đã làm được tại cái vùng truyền giáo này. Và đó là một điều chúng ta phải động viên, chúng ta phải khuyến khích, chúng ta phải nâng đỡ các sơ để các sơ luôn luôn làm công việc đó với tất cả ý thức, với tất cả cái lòng nhiệt thành của mình, để đào tạo các em dân tộc nam cũng như nữ, các em dân tộc có một vốn kiến thức không những về trí thức ở đời, ở xã hội, ở trường học, nhưng các em có lòng đạo đức. Các em được đào tạo về lòng đạo đức, lòng nhiệt thành của các em, để sau khi các em đã rời mái trường này, còn em nào tiếp tục học được các lớp lớn nữa, các em sẽ trở về, rồi các em sẽ trở về buôn làng của các em, các em xây dựng buôn làng của các em. Và anh chị em biết rằng Cha Vang là người đã cộng tác với các sơ ở đây rất nhiều để làm gì? Để làm cho các em dân tộc có học bổng, có một chút học bổng, các em có thể tiếp tục công việc học của các em được. Và nhờ thế các em có thể tiến bộ trong việc học hành của các em. Tôi nghĩ rằng Cha Vang và các sơ đã làm công việc rất tốt, và chúng ta phải động viên các ngài, động viên khuyến khích Cha Vang cũng như động viên khuyến khích các sơ, để các sơ luôn luôn yêu thương các em dân tộc. Bởi vì chúng ta sống trong vùng này là sống trong vùng dân tộc, thưa anh chị em. Đất ở đây là đất của người dân tộc. Cho nên chúng ta sống ở đây, chúng ta sống với người dân tộc. Mặc dù người dân tộc ngày hôm nay ở xa chúng ta, bởi vì chúng ta là những người Kinh, tới đây chúng ta đã mua đất của người dân tộc. Chúng ta đưa họ vào rừng núi lại, vào các buôn làng xa lại, và họ đã đi xa chúng ta. Còn khi ở đây là các em tụ tập ở đây để các sơ có thể dạy dỗ các em về mặt trí thức ở nơi trường học, và về trong cộng đoàn các sơ cũng tiếp tục dạy các em không những về mặt trí thức và dạy các em về mặt đạo đức nữa, cho nên các em được đào tạo rất tốt. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các sơ, sơ phụ trách cũng như các sơ luôn, để các sơ luôn luôn can đảm, các sơ phục vụ các em với tất cả lòng yêu thương của các sơ. Nhờ đó khi các em được đào tạo tại đây, các em sẽ trở về buôn làng với tất cái, với cái vốn kiến thức về trí thức ở đời, đồng thời các em đã được cái vốn thiêng liêng, tức là lòng đạo đức của các em. Các em về làm gương cho tất cả những người trong buôn làng của các em. Đó là điều tốt đẹp mà Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại đã làm cái điều đó khi Ngài được Chúa cho, khi được Chúa mời trở thành tông đồ của dân ngoại, thì Thánh Phaolô đã đi khắp mọi nơi để rao giảng công việc của Thiên Chúa và làm cho nhiều người trở về với Thiên Chúa. Chiều hôm nay khi dâng thánh lễ này, mỗi người chúng ta cầu nguyện xin Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại, cũng cầu thay nguyện giúp cho mỗi người cho chúng ta, để chúng ta cũng có lòng nhiệt thành như Ngài. Nhờ đó nhiều người sẽ nhận biết Chúa và trở lại với Chúa. Amen.